Cận cảnh kẻ gian hành nghề cá tặc ra tay trộm cá 5 lần 7 lượt trong cùng một đêm hết sức manh động. Hôm nay ngày 9 tháng 11, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truy tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Cận cảnh hai kẻ trộm cá liên tục ra tay trong nhiều khung giờ trong cùng một đêm hết sức táo tợn. Qua đây khổ chủ xem lại clip trích xuất camera lắc đầu chán nản, tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, cần hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác, không nghĩ là kẻ gian có thể táo tợn đến như vậy. Còn tình huống như thế nào, mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể, theo lời em Nguyễn Thanh Hắc, tên được chúng tôi giấu tên vì lý do cá nhân, nhà ở đường Võ Văn Dũng, Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, trong đêm, các đối tượng ra vào nhà 4 lần, tầm khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Lần đầu lúc 2 giờ 23 phút, các đối tượng chạy qua cửa bỏ sẵn cái lưới để hành động, sau mang theo đoạn dây màu trắng cột cửa ngoài lại để nếu người trong nhà phát hiện không ra ngăn cản được, hết sức láo cá phải không cả nhà. Lần thứ hai lúc 2 giờ 27 phút, những tên này bẻ song cửa chui vào nhà, nhảy luôn xuống hồ cá, nhanh tay vớt cá như chưa từng vớt cá bao giờ. Lần thứ ba lúc 2 giờ 48 phút, đào chích trèo vào, dùng lưới vớt sạch hết hồ cá, không còn một con nào, hết sức quỷ quyệt. Lần thứ tư lúc 3 giờ 29 phút, còn quay lại chui vào lấy hai chậu lan và lấy hết mấy bơm oxy. Đến đoạn này thì coi như gia chủ trắng tay đó cả nhà. Nói đi thì cũng nói lại, cá tặc lộng hành ầm ĩ cả hồ cá như thế này mà không hay biết. Thì hỏi sao có không giữ mất đường tìm đúng không nè. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Các chủ nhà có nuôi cá để cao cảnh giác với vấn nạn này. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng mong truy vết được kẻ gian, nhưng quan trọng là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, công an đã có mặt trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, truy xét những đối tượng liên quan. Còn bạn thấy sao về pha kẻ gian 5 lần 7 lượt ra tay trộm cá trong đêm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.